các bạn câu biên soạn nội dung sách giáo khoa với câu in ấn tạo ra. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp giao ban với điều khiển bộ, ngành thuộc khối giáo dục, đào tạo, đại diện một số hiệp hội vào chiều 28 tháng 2. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đòi hỏi Bộ Giáo dục Đào tạo theo sát quá trình sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, cung ứng thông tin đầy đủ, trước hết cho các cơ quan, bộ, ngành để hình dung được bức tranh cục bộ về đổi mới giáo dục. Qua đó, khẳng định sự đúng đắn của nghị quyết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Nhấn mạnh dự thảo luật giáo dục sửa đổi, đang trong giai đoạn biên soạn quyết định, Phó Thủ tướng điều khiển Bộ Giáo dục Đào tạo phải tích cực tham gia, giải trình thuyết phục, tăng mạnh truyền thông chính sách, tập trung xây dựng các nghị định để điều khiển thi hành luật giáo dục đại học có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2019. Tinh thần là khi luật có hiệu lực, những nghị định, thông tư trái với luật thì phải sửa. Đồng thời, sẵn sàng các nghị định, thông tư điều khiển cho luật giáo dục sửa đổi, sắp tới. Về thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Giáo dục Đào tạo điều khiển tập trung biên soạn một bộ sách giáo khoa chính thống theo đúng nghị quyết của Quốc hội giao. Tách bạc khâu biên soạn nội dung với khâu in ấn tạo ra. Bên cạnh nội dung kiến thức trong chương trình, sách giáo khoa không thể thiếu nội dung dạy đạo đức, dạy làm người cho học sinh từ lời ăn, tiếng nói, câu chào đến hát quốc ca, tập thể dục, giữ vệ sinh chung. Phòng mọi tình huống xảy ra trong thi trung học phổ thông tổ quốc. Về kỳ thi trung học phổ thông tổ quốc, Phó Thủ tướng chú ý trong quá trình sẵn sàng kỳ thi trung học phổ thông tổ quốc cần đặt hàng chuyên gia về mọi tình huống có thể xảy ra. Theo Phó Thủ tướng, bộ khác biệt chú ý đến khâu ra đề thi. Đề thi mẫu cũng cần sẵn sàng tốt. Phó Thủ tướng chú ý cần phòng mọi tình huống xảy ra trong thi trung học phổ thông tổ quốc. Ảnh Hải Nguyễn. Từ kinh khủng nghiệm của các trường nghề, các trường đại học cần tiến tới phương án tuyển sinh nhiều lần trong năm, Phó Thủ tướng nói. Về vấn đề biên chế giáo viên, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục Đào tạo từ số liệu biên chế giáo viên ở từng trường, từng môn, từng cấp học, tiến tới dự báo về nhu cầu giáo viên trong những năm tới ở từng địa phương kết hợp với thống kê số sinh viên tại từng địa phương đang học sư phạm. Có như vậy, chúng ta mới giải quyết cơ bản câu chuyện biên chế giáo viên. Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục quyết liệt thay đổi nếp quản trị, xây dựng đạo đức lối sống, văn hóa trong trường học. Bên cạnh đó, thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo phải bám sát việc triển khai chương trình kiên cố hóa trường học, đầu tư cho một số đại học lớn. Đối với các trường nghề, bên cạnh khiếu nại toàn cơ sở vật chất, cần tạo điều khiếu nại hơn nữa cho nguyện vọng học liên thông lên cao đẳng, đại học. Quy hoạch các trường nghề không nên hiểu máy móc, cứng nhắc. Điều cần thiết là hình thức để phát huy được tối đa cơ sở vật chất đào tạo nghề hiện nay. Các trường nghề cần phối hợp ngặt nghèo với trường đại học, cao đẳng trong đào tạo một số nghề có nhu cầu nhân lực cao như công nghệ thông tin, du lịch, Phó Thủ tướng nói. Công tác khuyến học cần nối tiếp tăng mạnh xây dựng tập thể học tập, gắn nghĩa vụ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong hoạt động của trung tâm học tập tập thể. Tới đây, không chỉ học liệu, bài giảng điện tử mà cục bộ nội dung các chương trình, hoạt động giáo dục tại trường học cần đưa lên hệ tri thức việc số hóa để tập thể cùng khai thác, sử dụng, giám sát, Phó Thủ tướng điều khiển.